Đây là đơn hàng của bạn Hồ Diệu Thảo. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 244.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là 5 tập phân trang giấy nhớ. Hai bút súng vàng. Hai bút súng đen. Hai bút trúc. Ba bút thỏ cà rốt neo cây. 4 bút con mèo. 5 bút chân mèo. 2 bút gấu lâu. 2 bút đầu mèo. Với đơn hàng của bạn thì shop có tặng cho bạn một tấm hình xăm, một bút chì, một bút kim tiêm. Đơn hàng 20 nặng chuột bút màu xanh. Shop bù cho bạn một bút súng do đơn hàng trước đã bị hỏng. Rồi shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Đây là mã vận đơn của bạn. Bạn có thể sử dụng mã vận đơn này tra trên trang vietnam.bot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là tôi đã gói hàng xong cho bạn Diệu Thảo. Xin cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Xin chào các bạn.